Lại là một pha chuyền bóng lên phía trên dành cho tiền đạo nhưng ngay lập tức đã bị cắt bởi trung vệ bên phía Du Lịch, đó là Thang Cóc. Những phương án lên bóng của Sapa từ đầu trận đó là chuyền dài, chuyền dài cho một tiền đạo cắm duy nhất của họ. Nhưng thật sự khó cho tiền đạo này khi anh luôn phải đối mặt với ít nhất là một trung vệ Thang Cóc. Ngoài ra còn có hai hậu vệ biên lùi về hỗ trợ nữa. Do vậy mà tất cả những ý đồ chuyền bóng dài lên từ đầu trận bên phía Sapa là hoàn toàn vô nghĩa. Họ chưa có được bất kỳ một cơ hội nào. Phụng Duôi. Long Torres. Nhật Tân. Kỹ năng xử lý cá nhân của các cầu thủ bên phía FC Du Lịch là quá tốt. Do vậy mà họ thật sự rất tự tin trong những tình huống giữ bóng. Và với việc kỹ năng tốt, họ cũng thường xuyên đi qua được 1 cho đến 2 cầu thủ đối phương để có thể mở ra thêm nhiều khoảng trống nữa. Đợt phản công vẫn không phải là một đường chuyền có chất lượng cao và vẫn là sự xuất hiện của một cầu thủ bên phía FC Du Lịch để cắt bóng trong những đường chuyền dài của đối phương. Người vừa cắt bóng đó là Phụng Duôi. Phụng Duôi cùng với chiến thắng vẫn đang đảm bảo hoàn toàn sự chắc chắn nơi hệ thống phòng ngự bên phần sân của mình. Minh Đăng vừa rồi đưa bóng vào trung lộ nhưng đã bị cắt ngay lập tức thành Messi. Thành Messi định thả bóng xuống cho Nhật Tân nhưng đã bị bắt bài. Thành Messi có thể sút. Sau khi đi bóng thì gôn của đối phương đã ở ngay trước mắt và Thành Messi đã quyết định đưa bóng về phía cột xa. Nhưng đó là một quả đá có chất lượng không cao. Chúng ta thấy là với kỹ năng của các cầu thủ bên phía FC Du Lịch, họ hoàn toàn có thể tự mình đi bóng và mở ra cơ hội cho riêng mình, chứ đừng nói là cơ hội cho đồng đội. Có quá nhiều những phương án để Du Lịch lên bóng trong những phút đã qua. Thành Torres. Vừa rồi đó là pha chuyền vào của Long Torres trước áp lực từ phía sau của đối phương và anh đã chuyền bóng không tốt. Tấn Đốc. Thành Messi. Thành Messi định chuyển bóng sang bên phía đối diện. Long Torres mất bóng nhưng ngay lập tức lùi về pressing và cướp lại bóng. Long Torres. Thành Messi lại là một cơ hội để sút xa nữa. Minh Đăng. Một mình Minh Đăng không thể làm gì cả. Các cầu thủ bên phía Sapa thường xuyên phải chuyền dài cho một tiền đạo cắm duy nhất của họ ở phía trên. Và cự ly chuyền dài này, khi mà tiền đạo này có bóng thì phía dưới lại không kịp băng lên để hỗ trợ. Trong tình cảnh luôn phải đỡ bóng rồi đối mặt với một hai hậu vệ của FC Du Lịch khiến cho tiền đạo cắm bên phía Sapa thường xuyên mất bóng rất nhanh. Cú sút. Minh Đăng đã không thể ra chân trước sự áp sát của Thang Cóc. Tấn Đốc. Long Torres. Long Torres là một cầu thủ rất khỏe. Ngoài ra anh còn rất khéo nữa. Ở vòng đấu thứ 5 thì Long Torres không cùng với các đồng đội của mình hành quân lên Lào Cai. Nhưng ở lượt đấu thứ 6 này thì anh đã có mặt trên hàng công của FC Du Lịch. Thành Messi quá khéo. Long Torres phối hợp 4-2. Cú sút. Cú đúp của Thành Messi. Và người kiến tạo lại là Long Torres.
Hai sát thủ số 1 trên hàng công của FC Du Lịch đã có hai tình huống phối hợp với nhau để giúp họ nâng tỷ số lên 2-0. Đang thật sự là một buổi du xuân của các cầu thủ Du Lịch, đúng với cái tên Du Lịch của họ. Gần như toàn bộ các cầu thủ bên phía FC Du Lịch đang có mặt bên phần sân của Sapa suốt từ đầu trận. Họ thường xuyên chỉ cắm một mình thắng cóc ở nhà mà thôi. Còn đâu tất cả đã dâng lên phía trên để chơi pressing. Điều này khiến cho Sapa quá khó để lên bóng. Lại là một cú đá nữa. Mặc dù gần như toàn bộ cầu thủ của Sapa ở phần sân nhà, họ cũng chỉ cắm một mình một tiền đạo phía trên mà thôi. Nhưng khoảng không ở phần sân của Sapa vẫn là rất mênh mông dành cho Du Lịch để họ có thể liên tục dứt điểm. Long Torres thành Messi. Lại là một cơ hội để thành Messi có thể sút. Tân ốc có lẽ sẽ là một đường chuyền về dành cho Quang Chuối. Trong một thế trận như thế này thì cũng nên có một vài tình huống chuyền về cho thủ môn thi đấu với, vì anh đang quá nhàn hạ. Thật may là trên sân ngày hôm nay hiện tại đã có nắng đẹp. Nếu như trong một ngày trời lạnh thì với cách đá như thế này của FC Du Lịch thì có lẽ Quang Chuối cần phải mặc một bộ quần áo ấm hơn. Phụng Duy. Cú sút bóng đi không phải là quá khó, đi chìm vào gần giữa khung thành. Nhưng thủ môn Nguyễn Văn Bình thì có lẽ đã không có được một sự bình tĩnh cần thiết. Anh đã hơi giật mình và để bóng đi vào lưới một cách quá dễ. 3-0 cho các cầu thủ Du Lịch. Các cầu thủ Sapa vẫn đang phải chịu trận. Trong thành phần của các cầu thủ Sapa, họ có rất nhiều những nhân viên của những khách sạn tại Lào Cai cũng như là tại Sapa, những người luôn sẵn sàng phục vụ du khách cũng như là các khách du lịch ở mọi nơi lên Lào Cai hoặc Sapa để nghỉ dưỡng hoặc tham thú tranh năm thắng cảnh. Cơ hội, quả đá quá hiền. Suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 4-0. Vừa rồi trọng tài đã bắt lỗi của trung vệ bên phía FC Du Lịch, một lỗi kéo người từ phía sau. Hai cầu thủ không hiểu ý nhau và bây giờ cơ hội dành cho hai sát thủ bên phía FC Du Lịch. Thành Messi. Thành Messi đã không thể đi bóng qua cầu thủ cuối cùng bên phía áo đỏ để có thể dứt điểm. Long Torres. Quang Chuối. Nhật Tân. Nhật Tân sút quá đẹp. Một quả đá đi thẳng vào góc chết. 4-0 dành cho các cầu thủ FC Du Lịch. Với đẳng cấp của các cầu thủ Du Lịch thì khi có khoảng trống như vừa rồi, họ chắc chắn sẽ sút. Và chất lượng những cú sút khi đã ở mức đỉnh cao thì sẽ không có cơ hội cho thủ môn. Vừa rồi là một cú sút mà thủ môn bên phía Sapa hoàn toàn chỉ là một khán giả mà thôi. Bóng đi cực căng vào góc chết, đi sệt, rất khó để có thể bắt được. Tân ốc. Tân ốc từ đầu trận chưa dứt điểm nhiều.
Đây là một cầu thủ trong những trận đấu trước cũng rất thường xuyên ra chân, nhưng trong trận đấu ngày hôm nay đến thời điểm này bên phía du lịch thì những người thường xuyên dứt điểm là Thành Messi, Long Torres, và vừa rồi đó là quả đá của Nhật Tân. Khoảng không gian vừa rồi là quá hẹp cho Long Torres có thể xử lý thành công. Lại là một quả đá ngay trước đầu khu vực vòng cấm. Thắng Cọc đang cắt bóng quá hay trước những tình huống treo bóng bổng từ sân nhà lên của đối phương, và khiến cho tiền đạo đội trưởng của Sapa đó là mình đang gần như không câu bóng. Bước một không tốt và ngay lập tức đã bị áp sát và cắt bóng rất ngọt. Tuấn Ốc, Phụng Xuôi, bóng vẫn còn, Long Torres, Thành Messi, Thành Messi sút ngay bằng chân trái. Một pha xử lý có lẽ khiến cho các hậu vệ bên phía Sapa hơi bất ngờ. Chân thuận của Thành Messi là chân phải. Nhật Tân, Long Torres, cơ hội có thể ra chân. Rất may là Trọng Nhất đã kịp thời đứng ngay trên vạch vôi để hoàn thành nhiệm vụ của thủ môn đã để lại. Suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 5 dành cho FC Du Lịch. Sút xa. Chúng ta cùng chờ xem tình huống phối hợp phạt góc này. Dứt điểm. Lại là một pha phối hợp phạt góc chạy chỗ phải nói là rất quen thuộc của các cầu thủ bên phía Du Lịch, nhưng các đối thủ của họ lại thường xuyên không thể bắt được bài này. Đó là có một cầu thủ đang đứng ở vị trí đầu tiên là đích đến của trái bóng, nhưng sau đó thì cầu thủ này chạy giật đi và nhường lại khoảng không cho một người khác băng lên chiếm đúng vị trí đó để dứt điểm. Rất lập bập. Rõ ràng là năng lực thi đấu của FC Sapa so với FC Du Lịch đang có một độ chênh quá lớn. Tuấn Ốc, pha dâng cao của Thắng Cọc, Quang Chuối, Long Torres, quá đơn giản. Đỡ bóng bằng chân phải và dứt điểm ngay bằng chân trái, hai chạm và có bàn thắng thứ 5 dành cho FC Du Lịch. Những pha xử lý thật sự quá đẳng cấp. Di chuyển,
đỡ bóng, chuyển trụ cực nhanh và dứt điểm trong tư thế thoáng, khiến cho Nguyễn Văn Bình một lần nữa lại phải vào lưới nhận bóng. Và trong 5 bàn thắng mà thủ môn này đã phải hứng chịu thì chúng ta có thể thấy là đến tầm 4 bàn là thủ môn này hoàn toàn phải đứng chôn trần để chứng kiến những bàn thắng của đối phương. Có nghĩa là FC Du Lịch đã có những vị trí dứt điểm quá thuận lợi. Thấy Messi thắng góc, với khả năng làm tường tốt của Long Torres thì chúng ta thấy là FC Du Lịch cũng rất thường xuyên đập thẳng vào mặt trung lộ, một đường truyền từ phía dưới lên đập cho Long Torres. Cầu thủ này sẽ ngay lập tức nhả ngược lại dành cho cầu thủ băng lên để tiếp tục triển khai tình huống tấn công. Long Torres, hai cầu thủ áo đỏ áp sát nhưng vẫn không cướp được bóng. Tuấn Úc thay Messi, suýt chút nữa thì mất bóng. Nhưng nếu như tình huống vừa rồi có mất bóng thì cũng sẽ không quá nguy hiểm, vì chúng ta thấy là Nhật Tân đã lùi về rất nhanh để bọc lót rồi. Archer, pha băng lên của vừa Archer nhưng cú sút vẫn quá nhẹ. Tuấn Úc thầy Messi, cơ hội dành cho các cầu thủ Du Lịch để nâng lên 6-0 ở bảng điểm. Quá dễ dàng. Hiệp 1 chưa kết thúc, tỷ số đã là 6-0. Người ta nói là trong những trận đấu bóng đá có kết quả giống một set tennis đã là kinh khủng rồi, nhưng khi mà tỷ số bây giờ hiệp 1 chưa kết thúc đã là 6-0 thì có lẽ trận đấu này không biết là nó sẽ phải tính theo tỷ số của môn thể thao gì đây. Long Torres 7-0. Quá khủng khiếp. FC Sapa ngày hôm nay vào trận rất quyết tâm. Họ chủ động chơi phòng ngự với số đông, nhưng rõ ràng là chất lượng chuyên môn của đối phương là quá cao. Long Torres đã có một loạt những tình huống đảo chân làm hoa mắt hậu vệ đối phương, nhưng đến tình huống dứt điểm thì anh lại đá chơi cột dọc, suýt chút nữa là 8-0. Long Torres thấy Messi vẫn còn, quả đá không được hết tầm chân, vẫn còn một đồng đội di chuyển ở trước mặt, nhưng cầu thủ này đã không chuyển mà quyết định dứt điểm. Và khi mà đối phương cũng đã có một người áp sát thì cầu thủ bên phía Du Lịch đã không thể tung ra được một quả đá hết tầm chân. Du Lịch sau 5 vòng đấu họ đang đứng ở vị trí thứ 2 do kém hiệu số. Nhưng với trận đấu thắng đến 7-0 khi mà hiệp 1 chưa kết thúc như thế này thì hiệu số của họ bây giờ có lẽ sẽ là rất cao. Và nếu như sau vòng đấu này đối thủ của họ trên bảng xếp hạng có giành chiến thắng thì có thể Du Lịch vẫn sẽ vượt lên để dẫn đầu bảng với hiệu số cao của mình. Du Lịch vẫn đang khẳng định mình là đội bóng có lẽ là mạnh nhất ở giải đấu này, đương kim vô địch 2 mùa gần nhất. Và họ đang tiến tới việc lập hat-trick vô địch ở giải đấu trên đất Lào Cai. 8-0. Người lập công là thầy Messi. FC
FC Sapa gần như đã hoàn toàn phải chịu trận rồi. Họ không có những phương án để chống chọi lại với những tình huống phối hợp quá hay của đối phương. Vấn đề của Sapa bây giờ có lẽ không còn nằm ở phòng ngự nữa, mà làm sao để có được một bàn khai xuân trong năm mới. Đây mới là vấn đề cũng là rất khó. Nhật Tân thắng góc Quang Chuối. Tân Ốc quá nhanh, suýt chút nữa thì Tân Ốc đã vẩy được quả bóng sang cho Thành Messi. Và khi đó thì có lẽ tỷ số đã là 9-0. Cơ hội dành cho Sapa. Một bàn rồi. Cuối cùng thì họ cũng đã có được một bàn. 1-8. Hiệp 1 đã khép lại với kết quả đang là 8-1 nghiêng về phía FC Du Lịch. Họ đã ghi bàn liên tục với cách triển khai bóng cũng di chuyển liên tục của mình để mở ra những khoảng trống. Du Lịch đã có rất nhiều những cú sút, và thống kê của chúng tôi có lẽ họ phải sút đến gần 30 lần trong hiệp 1, ghi được 8 bàn. Có nghĩa là họ cũng đã bỏ lỡ cũng tương đối nhiều những quả đá ngon ăn. Nhưng 8-1 vẫn là một tỷ số vô cùng khủng khiếp. Và chúng ta cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với hiệp 2 của trận đấu này. Thành Messi lại dẫn đầu bảng top ghi bàn. Cho tí nhạc đấy. Có tí nhà Việt Nam gạt trẻ chứ, trẻ chứ cho lên tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin kính chào quý vị khán giả, những anh em thân mến của sân cầu 365. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu thuộc khuôn khổ cúp đền thượng truyền thống Lào Cai Premier League mùa thứ tư. Đây là hiệp 2 trận đấu giữa FC Sapa và FC Du Lịch. Tỷ số hiện tại đang là 8-1 sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Với một tỷ số phải nói là quá khủng khiếp như thế này thì chúng ta thấy là ngay đầu hiệp 2 này FC Du Lịch đã thay gần như là một tổ mới. Và chú ý nhất ở trên sân đó là huấn luyện viên trưởng, và là một dị nhân mà chúng ta sẽ vô cùng hào hứng mỗi khi ông cố bóng, đó là dị nhân Ngọc Anh Tệ.
Đây là huấn luyện viên trưởng của FC Du Lịch. FC Sapa trong hiệp 1 đã vô cùng cố gắng và thật may là những phút cuối của hiệp 1 họ cũng đã có được cho mình một bàn để khai xuân. Hiệp 2 đã bắt đầu. Quá hay. Đó là tình huống đỡ bóng và kiêm luôn là một tình huống qua người của dị nhân Ngọc Anh Tệ. Trọng Nhất. Pha chuyền chấp vừa rồi là của Bùi Văn Định. Văn Định rất nỗ lực chuyền ra nhưng không thể vượt qua được sự truy cản của ba bóng áo đỏ. Du Lịch đang chơi ở hiệp 2 này với sơ đồ là 2-2-2. Hai trung vệ, hai tiền vệ và hai tiền đạo. Trong hiệp 1 thì họ cũng thường xuyên chỉ có 1 cho đến 2 trung vệ ở phần sân nhà mà thôi để đảm nhiệm những tình huống cắt bóng dài của đối phương. Và Thắng Cóc đã làm quá tốt vai trò trung vệ chống bóng bổng của mình trong hiệp 1. Anh đã khiến cho tiền đạo đội trưởng Minh Đăng của Sapa gần như không câu bóng. Quả đá biên thuộc về Sapa. Nhưng ngay lập tức là đường đá biên lỗi. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Du Lịch. Và đứng trước bóng đang là dị nhân Ngọc Anh Tệ. Có rất nhiều phương án. Bóng ăn quá nhiều phần đáy và đã đi ra khỏi cả rào chắn của sân. Vừa rồi là tình huống dâng cao và dứt điểm của thủ môn bên phía FC Du Lịch. Hiệp 2 này thì thủ môn Quang Chuối cũng đã được thay ra nghỉ. Và trong những phút đã qua chúng ta thấy là thủ môn mới vào sân bên phía Du Lịch cũng thường xuyên dâng cao đá giống với một trung vệ. Mặc dù đang dẫn với tỷ số 8-1. Nhưng chúng ta thấy là các cầu thủ Du Lịch bước vào hiệp 2 này với một thủ môn dâng cao họ đá giống như trong phút sàn. Khi mà thủ môn dâng cao đó là power play. Một chiến thuật thường xuyên sử dụng trong những tình cảnh mà đội bóng của mình bị dẫn trước. Nhưng ngày hôm nay khi mà Du Lịch đang có được một tỷ số quá thuận lợi thì họ cũng sẵn sàng áp dụng lối chơi power play. Thủ môn đã dâng lên quá cả giữa sân và bỏ một khung thành trống. Susa. Gôn đang lùi về nhưng vẫn chưa đảm bảo có thể bắt được một quả đá nếu như đối phương sút tốt. Rất may là quả đá vừa rồi lại không hay. Dị nhân Ngọc Anh Tệ. Đã có 4 cầu thủ đỏ bên phần sân của Du Lịch rồi. Sút xa. Đó là một quả đá phạt góc thẳng.
Trung Kiên. Pha chuyền tốt của Việt Anh. Phía Cô Sa đã có một đồng đội rồi, nhưng cầu thủ bên phía Du Lịch đã quyết định xâm nhập khu vực trung tâm và sút ngay. Đó là quyết định xử lý của Duy Nam. Bóng đi hơi nhanh khiến cho Minh Đăng không thể theo kịp. Tranh chấp rất quyết liệt, nhưng trọng tài đã bắt lỗi của Bùi Văn Định. Trọng Nhất bắt bài và cắt bóng rất tay. Cơ hội dành cho các cầu thủ Du Lịch. Pha tranh chấp của hai số 10, nhưng hậu vệ bên phía Sapa đã tỉnh táo hơn. Anh đã tì đè một cách hợp lý, không cho đối phương vượt qua. Trọng Nhất vẫn chưa phải là một pha tranh chấp tốt của Bùi Văn Định bên phía Du Lịch. Bóng đã đi hết được biên dọc. Rất khó khăn. Vẫn là một lối chơi pressing trên khắp mặt sân của các cầu thủ Du Lịch. Chúng ta thấy là cầu thủ áo đỏ vừa rồi có bóng nhưng ngay lập tức phải đối diện với hai cầu thủ áo tím. Dĩ nhiên Ngọc Anh Tẹo, Duy Nam, Văn Định. Quá hay, cực kỳ nhịp nhàng. Không phải là một đường căng ngang sang ở nhịp đầu, vẫn là lừa bóng. Hơi chậm chân rồi. Vừa trợ pha tranh chấp tốt, tình huống xử lý đủ an toàn của Minh Tú. Vừa rồi nếu như anh chỉ cần mắc sai lầm một chút thôi là đã để đối phương cướp được bóng. Minh Tú rất thoáng, đột phá ngay lập tức là một người lùi về bọc lót. Xuân Phú hơi vội, đường chuyền nhanh một chạm lên phía trên là hơi vội của chú Kiên. Sút không chuẩn xa. Xoay người đá nối, đó không phải là một kỹ thuật dễ để thực hiện. Trung Kiên đang chơi không thực sự hay trong những phút có mặt ở trên sân. Anh đang có những pha xử lý khiến cho các đồng đội chưa vừa lòng, nhưng quả đá vẫn còn quá vội. Dĩ nhiên Ngọc Anh Tệ không được,
ba bóng áo tím đã xâm nhập khu vực vùng đất cấm của đối phương. Vẫn là một lối chơi di chuyển cực rộng và linh hoạt của các cầu thủ bên phía FC Du Lịch. Ngay lập tức bị áp sát rồi. Thời gian để cho các cầu thủ bên phía Sapa xử lý bóng gần như là cực kỳ hạn hẹp. Và nếu như họ không lựa chọn được một phương án xử lý nhanh thì là sẽ thường xuyên phải mất bóng thôi. Dĩ nhiên là Quách Tẹo. Dứt điểm 9-1. Sau một loạt những pha bóng dập dìu, giả sút của dị nhân Ngọc Anh Tẹo thì ông đã chuyền bóng sang cho người cháu của mình phía bên kia để dứt điểm. Quá dễ để nâng tỷ số lên 9-1. Cơ hội để cho các cầu thủ Sapa có thể ghi bàn. Việt Anh. Rất thoáng. Giáp Long vẫn chưa kịp ra chân. Đã xoay được người nhưng chuyền ra thì lại hơi chậm bị bắt bài. Cơ hội không vào khung thành trống rồi. Nhưng quả đá lại thiếu chuẩn xác, rất đáng tiếc. Dĩ nhiên Ngọc Anh Tẹo hơi nhẹ và chuyển bóng bằng mũi giày hơi nhẹ. Việt Anh gôn trống kịp không? Không được. Quá hay. Cơ hội dành cho các cầu thủ Du Lịch. 11. Quá dễ. Pha lập công là của Giáp Long. Một trận đấu quá chênh lệch. Và đập bóng nhả lại quá khó. Bóng đi mạnh và lại còn cao. Cơ hội dành cho các thủ Sapa. Dứt điểm. 2-3 dành cho Sapa rồi. 20. FC Du Lịch có một huấn luyện viên là một dị nhân Lam Phủi, và chúng ta thấy là hiệp 2 này họ áp dụng một lối chơi rất dị. Thủ môn dâng cao. Và điều đó cho thấy là họ cực kỳ tự tin với cách pressing của mình để cướp bóng. Khi mà đối phương lỡ có lấy được bóng ở phần sân của mình thì các cầu thủ Du Lịch vẫn có thể áp sát để khiến cho họ không thể dứt điểm và không thành trống.
đá tốt nữa bên phía FC Du Lịch. 11-2. Những bàn thắng liên tục đến trong hiệp đầu thứ hai này. Trận đấu khai xuân trên sân cỏ 365 đang là một bữa tiệc bàn thắng dành cho các cổ động viên, những người anh em, những người khán giả đang theo dõi. Hai bên đang biến trận đấu này không chỉ là một trận đấu bóng đá mà nó còn gần như là một ngày hội ở trên sân vậy. Hai bên vào sân đá quyết tâm nhưng cũng rất thoải mái về mặt tâm lý. Có thể sút xa. Thủ môn bên phía Du Lịch không phải là một người có vị trí chuyên môn là thủ môn, do vậy mà nhìn những động tác bắt bóng của anh cũng rất ngượng nghịu. Cú sút. Bắt vô lê. Rất khó để thành bàn với pha xử lý như vừa rồi. Một tình huống xử lý phải đòi hỏi cầu thủ ở một đẳng cấp cực cao mới có thể thành công ngay ở quả bắt vô lê của mình. Không được. Vẫn là một pha xử lý không hay của Lê Trung Kiên. Có lẽ là Masic chơi chạy chọc nhất bên phía Du Lịch trong hiệp 2 này. Minh Tú đã không thể chuyển sang cho đồng đội. Đường chuyền non chân. Cơ hội. Bàn thắng thứ 3 dành cho Sapa. Tất nhiên là trong một lối chơi mà thủ môn dâng cao như thế này thì bất kể một sai lầm nào cũng sẽ tạo cơ hội cho đối phương. Và nếu như Sapa tận dụng tốt thì đây sẽ là cơ hội để họ rút ngắn những tỷ số ở trên bảng điểm. Họ đã ghi được 3 bàn. Trong những phút đã qua, khi mà thủ môn bên phía Du Lịch dâng cao thì thật ra Sapa cũng chưa phải là tận dụng một cách tối ưu những tình huống dứt điểm của mình. Nhưng họ cũng đã có được 2 bàn. Cơ hội cho Du Lịch. Không phải là một đường chuyền sang mà là một cú sút ngay. Quả treo bóng đã bị bắt bài bởi Trọng Nhất. Không được. Vẫn còn. Bóng bất ngờ đập cụ dọc. Quá hay. Thật sự là những đường truyền của dị nhân Ngọc Anh Tiệu nó có độ ảo diệu khôn lường, khiến cho đối phương không biết đâu mà lần. Tỷ số được nâng lên 12-3. Đã có 15 bàn thắng được ghi rồi. Khá tốt. Bàn thắng thứ tư cho Sapa. 4-12.
Chúng ta đang được chứng kiến tỷ số một trận đấu bóng đá giống với tỷ số của một trận đấu bóng chuyền. Việt Anh đổi biên khá tốt. Kiên. Đợt lấy bóng dành cho Sapa. Một pha xử lý hơi khó hiểu, không rõ ý đồ là sút hay chuyền. Chuyền quá khó. Cơ hội sút đây. Pha xử lý là của Văn Định. Gôn trống. Bóng không đi vào gôn. Cơ hội dành cho Sapa. Quả đá không chắc trụ. Đó là pha băng lên của vừa chưa. Đây là trận đấu mà có lẽ là tâm lý thi đấu của các cầu thủ Sapa cũng không thật sự quá ổn định. Họ đã gặp phải một đối thủ quá mạnh. Và do vậy mà Sapa khi có bóng thì họ lại thường xuyên hơi vội. Giáp Long. Cú sút. Không phải là đường chuyền sang. Chuyền sang thì chắc chắn là đã có bàn thắng rồi. Chạy chập quá tốt. Văn Định. Dĩ nhiên Ngọc Anh Tậu. Cú sút. Liên tục dứt điểm trong những phút gần đây. Khoảng trống là rất nhiều cho các cầu thủ du lịch khi mà họ đã có được những pha phối hợp thật sự là đủ tầm để loại bỏ hậu vệ đối phương. Pha xử lý không an toàn của Duy Nam. Duy Nam rất thoáng. Việt Anh. Các cầu thủ bên phía du lịch trong những phút gần đây họ đang sút rất nhiều, nhưng đó là những cú sút mà họ lại cho thấy là mình hơi cá nhân. Các đồng đội thường xuyên ở những vị trí thuận lợi hơn nhiều, chỉ cần một đường chuyền thôi là cơ hội ăn bàn sẽ rất lớn.
phản lưới nhà rồi. Một pha bóng mà ngay lập tức Dĩ Nhân Ngọc Anh Tệu đã ra sân và tự trách mình bằng một nụ cười. 5-2, 5-12. Hiệp 1 trận đấu này nó không chỉ là một trận đấu, nó còn mang hơi hướng của một màn trình diễn. Nhưng hiệp 2 này thì thực sự là một màn trình diễn đích thực của hai đội cống hiến cho các khán giả của sân cỏ Barcelona. Hai bên đang biểu diễn bóng đá, đặc biệt là bên phía du lịch. Cơ hội cho Sapa rất đơn giản. 6-12. Kiên hơi chậm rồi. Cú sút, bàn thắng của Minh Đăng. 72. Cách biệt trong hiệp 1 là 7 bàn, tỷ số là 8-1. 7 bàn giúp cho các cầu thủ du lịch có thể cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại với FC 24. Nhưng bây giờ cách biệt đã còn là 5 bàn thôi. Du lịch đã bước vào hiệp 2 này với một lối chơi thật sự là quá dị biệt. Và mất bóng của Văn Định. Duy Nam. Văn Định. Cơ hội phản công dành cho Du Lịch. Cột 2, không phải là đường chuyền ra cột 2. Những pha xử lý gần đây của FC Du Lịch trên hàng công của họ là không hợp lý cho lắm. Vẫn thường xuyên có một người đứng ở vị trí cột 2, một vị trí rất thoáng nếu như nhận một đường chuyền là hoàn toàn có thể ghi bàn. Những quyết định chuyền bóng của các đồng đội thường xuyên không được đưa ra mà họ lại thường xuyên sút ngay. Rất chuẩn xác. Bàn thắng thứ 8 cho Sapa. 8-12. Tổng số 20 bàn đã được ghi rồi. Bóng vẫn trong chân của Du Lịch.
Trận đấu đã khép lại 8-12, 20 bàn thắng đã được ghi trong trận đấu khai xuân trên fanpage của sân cầu 365. Một bữa tiệc, một buổi du xuân thực sự của chúng ta đến với đất Lào Cai. Một trận đấu không chỉ là một trận đấu bóng đá mà nó còn là một màn trình diễn nữa. Và bây giờ thì các cầu thủ ở trên sân đang chào quý vị khán giả. Họ đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu thật sự là có rất nhiều cảm xúc. Và trận đấu trong lượt đấu đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay ở khuôn khổ Cúp Biển Thượng truyền thống Lào Cai Premier League mùa thứ tư đã khép lại. Và chúng tôi vẫn còn gửi đến quý vị hai lượt đấu nữa. Bây giờ xin mời quý vị cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với màn hình. Trên sân số 2, Sapa đã thất thủ trước FC Du Lịch với tỷ số 8-12. Và ngay sau đây sẽ là loạt thi đấu thứ 2 trên sân số 1, Xuân Phú sẽ gặp